Chương Có lẽ bây giờ chúng tôi xin mời quý vị các bạn sẽ đến với một bài thơ Ra Xuân Cam Ra Tốt, đó là bài Những Ngày Nắng Ấm Đã Qua. Xin mời quý vị các bạn lắng nghe để sau đó chúng ta sẽ cùng gặp lại tiến sĩ khoa học Nguyên Hồ. Xin mời quý vị các bạn cùng thưởng thức. Những ngày nắng ấm còn đâu, đàn chim lũ lượt rủ nhau bay rồi. Chỉ còn ta với ta thôi, tháng ngày lặng lẽ nối đuôi tháng ngày. Chỉ còn anh giữa đắm say, tình yêu quý nhất đời này là ngắm nhìn tím tóc cong lên, ngỡ như mới thấy tóc em lần đầu. Thì ra mấy sợi trắng phau của chim rớt lại vướng vào đuôi sam. Tuyết rơi làm tóc hoa râm, mà anh chẳng muốn tuyết tan trên đầu. Còn em vẫn tựa thuở nào quý hơn tất thảy ngàn sao trên trời. Sắc màu rồi sẽ lại tươi, đàn chim sẽ lại về nơi đất này. Nhưng còn mái tóc màu mây không xanh trở lại cùng ngày xuân sang. Nỗi buồn đâu chẳng dễ tan, tiếng cười vẫn đổ âm vang đất trời. Dẫu cho vật đổi sao rời, em là báu vật suốt đời của anh.